nguyên nhân bị tiền sản giật là gì thế ạ? Cảm ơn bạn Hồ Hoa. Câu hỏi này là câu hỏi rất là thú vị và rất là khó. Thực ra thể mà nói về cái nguyên nhân của tiền giật ấy, thì nó rất là sâu. Đấy, nhưng mà và bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều tranh cãi trên Ivan trên thế giới đến bây giờ, rất nhiều tài liệu về tiền giật và rất nhiều cái quan điểm về chuyên môn rất là khác nhau. Đấy, tuy nhiên mà nói một cách ngắn gọn để cho dễ hiểu thì các bạn có thể hiểu là khi mà người phụ nữ có thai ấy, thì hai cái động mạch tử cung ở hai bên để nuôi tử cung và nuôi em bé thì nó phải giãn ra rất là nhiều, bởi vì tử cung khi không có thai thì rất là bé. Đấy, khi có thai các bạn thấy là tử cung nó chứa cả em bé ở trong, cả nước ối ở trong, rồi bánh rau, đấy, rất nhiều thứ ở trong, và kích thước của tử cung cũng như là cái trọng lượng của tử cung tăng lên rất là nhiều. Do đó mà cái động mạch tử cung phải giãn ra, nó phải to ra cùng với các cái tốc độ phát triển của em bé. Thế thì vì một lý do nào đó mà cái động mạch tử cung nó không giãn ra được, đấy, hoặc là cái bánh rau của em bé nó không tiếp nhận đủ máu, thế thì cái bánh rau nó phải tự, nó có một cái cơ chế bảo vệ cho bánh rau, thì nó phải làm cho người mẹ bị tăng huyết áp lên, rồi là tăng cái tính thấm qua mạch máu đấy, để tăng cường chất dinh dưỡng và oxy để nuôi em bé. Thế thì khi mà cái bánh rau mà nó tiết ra những chất như vậy để làm tăng huyết áp người mẹ, thì cơ thể người mẹ lại phản ứng lại bằng cách là làm giảm huyết áp đi và giãn các mạch máu ở ngoại vi ra để bảo vệ người mẹ. Thế thì khi mà giãn mạch máu ra rồi là huyết áp hạ xuống như vậy thì bánh rau nó lại bị thiếu máu và nó lại tiếp tục tiết ra những cái chất làm tăng huyết áp của người mẹ lên. Thế cái vòng xoắn cứ liên tục như vậy. Đấy, thế thì để nói với bạn là cái bệnh lý về tiền sản giật này là nó bắt đầu ngay từ khi người phụ nữ bắt đầu mang thai. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái triệu chứng mà nó thể hiện ra ngoài ấy, bằng tăng huyết áp này, bằng protein niệu này, rồi bằng tổn thương tất cả những cái cơ quan đích thì sau 20 tuần nó mới thể hiện ra ngoài. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện rất là sớm bằng những cái mốc như bác sĩ Linh vừa nói, là chúng ta sàng lọc rất là sớm từ lúc 12 tuần là chúng ta đã biết là ai có khả năng bị tiền sản giật, và chúng ta có thể dùng thuốc và chúng ta dự phòng rất là sớm. Và cái hiệu quả của cái chương trình dự phòng như của bác sĩ Linh, có lần bác sĩ Linh báo cáo hình như là cũng dự phòng được đến 90%. Vâng. Như thế thì đấy cũng là một cái sự may mắn rất là lớn đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta không thể biết được là những cái biểu hiện thật sự của tiền sản giật nó phải sau 20 tuần. Nhưng mà rõ ràng khi mà khám sàng lọc thì chúng ta đã phát hiện được rất sớm Đúng rồi. và chúng ta có thể xử lý được tất cả những vấn đề đó đúng không ạ? Vậy thì thực ra thì bây giờ thì chúng tôi cũng rất là mừng khi mà cùng với cái sự phát triển cuộc sống và cùng với cái lượng thông tin hiện nay ấy, cũng đang có thể nói là được chia sẻ trên rất nhiều các phương tiện khác nhau, thì các mẹ mang thai hiện nay ấy, cũng có một cái may mắn, đó là cái sự quan tâm và cái ý thức của cá nhân mỗi người trong cái chuyện thăm khám về thai của mình cũng được đảm bảo tốt hơn ngày trước rất nhiều. Chắc các bác sĩ làm ở viện thì thấy rất rõ điều này đúng không ạ?